Nhân buổi kỷ niệm hôm nay, tôi thay mặt Ban chấp hành công đoàn, tập thể nam giáo viên xin gửi lời tri ân và sự biết ơn to lớn đến vị thiền trưởng nhà giáo tiến sĩ Hà Thị Kim Sa đã 30 năm chèo lái đưa những bước đi vững chắc để Hồng Hà của chúng ta phát triển lên một cái tầm cao mới, hội nhập và phát triển. Để ghi nhận cái sự đóng góp cho xã hội, chăm lo phúc lợi cho thầy cô giáo và đặc biệt đưa Hồng Hà lên top 5 trường lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước đã ghi nhận cô bằng một huân chương lao động hạng nhì trong năm nay cùng với tập thể trường Hồng Hà chúng ta. Đề nghị chúng ta vỗ tay chúc mừng cái thành tích này. Cuối cùng, xin chúc với thầy cô giáo và các em học sinh luôn mạnh khỏe, xinh đẹp, thông minh và thật hạnh phúc trong mọi ngày của cuộc sống. Trân trọng, kính chào.